có những chúng sinh thì có cái sắc xấu xí, nhưng quỷ hay là những cái người xấu xí, hạnh phúc hay bất hạnh, được hưởng những cái phước lành hay là chịu những cái nỗi bất hạnh khổ đau, là tùy theo cái hành nghiệp của chúng sinh đấy. Vậy thì cái mắt, cái thiên nhãn trí này nó sẽ thấy, không chỉ thấy được những cái ở trước mắt mà nó còn thấy được những cái nguyên nhân sâu xa hơn. Đó là cái con mắt thường mình nhìn thấy một người hạnh phúc thì mình chỉ biết là họ đang hạnh phúc. Mình thấy một cái người khổ đau, mình chỉ biết là họ đang khổ đau. Mình thấy một người cao thượng thì mình biết là họ đang cao thượng. Mình thấy một người hạ nhiệt thì mình biết là họ đang hạ nhiệt. Nhưng mà lại không thấy được cái nghiệp mà họ đa tạo. Tại sao người này lại cao thượng? Tại sao người này lại hạ nhiệt? Tại sao người này lại hạnh phúc? Tại sao người này lại khổ đau? Đấy là con mắt thường, còn là nhục nhãn chỉ thấy cái trước mắt thôi. Còn cái thiên nhãn trí thì nó lại thấy được cái sâu xa hơn. Đó là nó thấy được cái nhân. Nó biết được người này đang ở cái cõi cao thượng là vì cái nghiệp này, họ đã tạo cái nghiệp như thế này. Người này phải sinh vào cái cõi hạ nghiệp thấp kém khổ đau là vì cái nghiệp bất thiết như thế này họ đã tạo. Thì con mắt đấy, cái trí đấy được gọi là sinh tử trí là vậy. Thấy được cái sinh và cái tử, cái chết, cũng sinh chết đi theo nghiệp của mình. Những chúng sinh nào tạo các nghiệp về thân, lời nói hay là ý nghĩ, phỉ báng các bậc thánh, có tà kiến, tạo những ác nghiệp theo tà kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thứ và đoạn xứ địa ngục. Thì những cái chúng sinh mà ở dưới các cái đoạn xứ địa ngục là do những cái ác nghiệp, đó là các cái ác nghiệp phỉ báng các bậc thánh, có tà kiến, tạo những ác nghiệp về thân khẩu ý, thì sau khi chết những chúng sinh đó phải đoạn vào địa ngục. Thế thì cái người mà có cái thiên nhãn trí, họ sẽ hướng tâm vào về các cõi địa ngục. Họ thấy những chúng sinh ở cõi địa ngục đấy và họ muốn biết chúng sinh tại sao phải đọa vào địa ngục, thì họ sẽ thấy cái ác nghiệp mà chúng sinh nó đã tạo. Những ác nghiệp về thân, về lời nói hoặc về ý nghĩ có tà kiến, đó là những cái ác nghiệp đó đã dẫn chúng sinh đó xuống dưới địa ngục. Còn những chúng sinh nào tạo những thiện nghiệp về thân khẩu ý, không phỉ báng các bậc thánh, có chánh kiến, tạo những thiện nghiệp do chánh kiến. Người có chánh kiến thì sẽ tạo những thiện nghiệp do chánh kiến, người có tà kiến thì sẽ tạo cái ác nghiệp do tà kiến. Thì thường là những cái người nào người ta có chánh kiến, có người nào mà có chánh kiến mà tạo ác nghiệp không? Người nào có chánh kiến thì cái lúc tạo ác nghiệp đấy là chánh kiến nó biến mất. Tà kiến nó phải hiện hữu, nó phải sinh khởi thì nó mới tạo ác nghiệp. Còn đang có chánh kiến thì người ta sẽ không tạo ác nghiệp. Người ta biết tạo những cái ác nghiệp là phải chịu những cái quả báo khổ đau, cho nên là người ta không tạo. Còn những người có tà kiến thì cứ nghĩ là tạo ác nghiệp này sẽ không phải chịu quả báo gì, cho nên là mới tạo ác nghiệp. Vì vậy cho nên là những người tạo ác nghiệp do dạng thiện nghiệp do chánh kiến đó, sau khi thân hoại mạng chung thì được sinh về thiên giới, thiên thú, thiên giới, thiện thú, thiên giới, hoặc là sinh về cái này, hoặc là cõi đời này, cõi người này. Thì những cái người có thiên nhãn trí, người ta sẽ hướng tâm đến các cõi thiện thú, thiên giới, người ta sẽ tác ý đến những cái nghiệp mà cái chúng sinh đó đã tạo, những cái thiện nghiệp gì mà được sinh về cái cõi an lành như vậy. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy chúng sinh chết và tái sinh, người hạn nghiệp, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Thì với cái thiên nhãn là vậy, người đó, vị đó có thể thấy được. Thế thì cái người mà có cái thiên nhãn này, họ sẽ có được một cái chánh kiến, đó là thấy được nghiệp và quả của nghiệp. Vì vậy là trong tất cả các cái tháng trí, năm loại tháng trí, thần túc thông là cái tháng trí đầu tiên, hay là tha tâm thông, hay là thiên nhĩ thông, túc mạng thông và thiên nhãn thông, thì cái thiên nhãn thông này là quan trọng nhất. Thiên nhãn thông này là nó sẽ hỗ trợ cho một cái người, một cái hành giả đi đến niết bàn nhanh nhất, bởi vì cái vị đó sẽ phát triển được chánh kiến. Cái người có thiên nhãn, người có cái năng lực thiên nhãn mạnh thì người đó sẽ có những cái trí tuệ mạnh,
người đó có cái chánh kiến mạnh, người đó sẽ có cái trí tuệ lớn, đó là thấy được nghiệp và quả của nghiệp. Thì vậy nên là hành thiên nhãn thông này là quan trọng nhất. Chư thiên thì có con mắt thấy được sự sinh tử của chúng sinh, tức là chết chỗ này sinh về chỗ kia, chứ chết rồi không phải là hết. Vậy cái người hành thiền mà thực hành được 14 pháp làm chủ tâm ở một cách thuần tịnh thì sẽ phát triển được một loại trí quan sát được sự sinh tử, tức là cái chúng sinh, quan sát được cái chúng sinh chết chỗ này sinh về chỗ kia, cho nên gọi là thiên nhãn trí. Có hai sự kiện quan trọng trong một kiếp sống mà phần lớn nhân loại này hoài nghi thắc mắc nữa, đó là chúng ta từ đâu mà về đây, khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Như cái mà mình thấy bằng cái mắt thường ở trên con đời, trên đời này nó rất là giới hạn. Có những cái mà mình không thấy, mình không thể thấy được bằng mắt thường thì nó rất là vô tận, nó rất là vô hạn. Mình chỉ sẽ thấy được bằng trí tuệ. Người nào mà phát triển được cái trí, thiên nhãn trí thì mình sẽ thấy được những cái điều mà cái mắt thường không thể thấy được, không thể lý giải được. Một thiền giả sẽ quan sát được điều đấy, mình sẽ biết được mình chúng sinh từ đâu mà sinh về đây và chết sẽ đi về đâu. Đấy là cái người có thiên nhãn trí, người ta sẽ giải đáp được cái câu hỏi này, người ta sẽ hóa giải được cái thắc mắc này. Và cái người có thiên nhãn trí thì sẽ dứt được cái hoài nghi, vì đó sẽ biết được các cái cõi khổ, các cái cõi cao thượng, cõi an vui. Người ta thoát được khỏi cái tà kiến. Cái người có thiên nhãn thì nghe thoát khỏi được cái tà kiến của cái mê tín ở trên trần gian. Và cái người muốn thực hành những cái pháp thiên nhãn này thì vì đó sau khi mà đã thuần thục 14 pháp làm chủ tâm rồi thì vì đó sẽ nhập vào một cái tầng thiền căn bản. Và những cái pháp, cái tầng thiền căn bản cái tầng thiền mà căn bản để làm nền tảng cho thiền nhãn, đó là có ba kasina, kasina chẳng, kasina nửa và kasina xa. Thì cái vị đó cần phải sử dụng ba cái kasina này làm cái nền tảng để phát triển cái pháp thiền nhãn. Vị ấy sẽ nhập vào đến các tứ thiền của một kasina đó. Trong ba kasina này thì kasina ánh sáng, kasina ánh sáng là quan trọng nhất, là có thể làm nền tảng cho thiền nhãn tốt nhất. Thì vị đó nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sau đó vị đó mới vào đến tứ thiền, nhưng mà vào đến cận định của tứ thiền thôi, chứ vị đó không có vào đến tứ thiền. Anh chị mà vào đến cận tứ thiền của một cái kasina ánh sáng đấy, sau đó mở rộng cái ánh sáng đó ra, nó ở một cái phạm vi gần mình nhất. Và nếu như vị đó mà có thể thấy được cái vật chất mà ở cái gần mình nhất thì lúc đấy thiên nhãn nó sẽ phát sinh ngay lập tức. Thì cái lúc đấy vị đó sẽ từ từ mở rộng ánh sáng từ gần đến xa, người ta dưới ánh sáng của định vị ấy thấy được các cái sắc pháp vật chất của bên ngoài, tức là bằng cái cách mở rộng cái ánh sáng ấy ra thì vị đó tác ý đến cái gì vị đó sẽ thấy cái đó. Ví dụ vị đó đang nhắm mắt, vị đó ngồi thiền, vị đó nhìn hướng tâm về một cái gì đó gần mình nhất, sau đó mở rộng ra bên ngoài bằng cái trí ánh sáng của trí tuệ, vị đó thấy được những cái vật chất bên ngoài như là cây cối, như là nhà cửa, như là người đi lại, vì nó mở rộng ra ngoài đường, có xe cộ, người đang đi lại đây. Vì đấy muốn tác ý thấy cái gì thì vị đó thấy, vì đó muốn thấy người thì bị tâm nó sẽ bắt vào những chúng sinh là người, vì đó muốn thấy các vị chư thiên
thì tâm nó sẽ bắt vào cái hình ảnh là các vị chư thiên, vì đó muốn thấy những hình ảnh, bất cứ những hình ảnh chúng sinh nào thì vị đó sẽ thấy những chúng sinh đó, vì đó cứ mở rộng ra từ gần cho đến xa, xa xa nữa. Cho đến khi nào vị đó mở rộng ra được cái ánh sáng đến cái mức thật xa rồi và có thể thấy bất cứ một cái chúng sinh nào mà vị đó muốn được, thì là lúc đấy là cái ánh sáng nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà cái người mà sơ cơ mới bắt đầu tập thì khi vị đó cứ mở rộng cái ánh sáng ra mà cái định nó chưa mạnh thì cái tâm nó lại mờ đi, ánh sáng nó lại mờ đi. Nó giống như là cái người mà mới tập cái pháp này này, thì nó giống như là cái người mà cầm cái bó đuốc đi trong đêm, thỉnh thoảng mà nó bị tắt, thỉnh thoảng ánh sáng nó mờ đi thì vị đó lại phải bật, lại phải ấn mồi lửa, lại phải mồi lửa trở đạn, thì cái vị đó thường xuyên lại phải nhập vào tứ thiền, vậy là phải nhập vào tận tứ thiền cho nó lại mở rộng ánh sáng ra trở đạn. Cứ khi nào ánh sáng nó mờ đi vị đó nhập thiền, sau đó vị đó lại suốt thiền mở rộng ra. Cứ như thế để dần dần vị đó sẽ thấy được những cái hình, những cái sắc pháp ở bên ngoài từ gần cho đến xa. Khi mà nó đã thuần thục rồi, nó trở nên vững chắc rồi thì vị đó có thể duy trì cái ánh sáng đó cho đến suốt cả đêm cả ngày được. Giống như người cầm bó đuốc đi trong đêm tối, thỉnh thoảng lửa tắt thì vị đó mồi trở lại, đến khi cho đến khi mặt trời lên thì vị đó có thể vứt bó đuốc đi và có thể đi trong ánh sáng suốt cả ngày. Thì cũng vậy, những người mà mới tập ở cái giai đoạn chuẩn bị của thiên nhãn thì ánh sáng của định đó đôi khi bị mờ đi, thì vị ấy nhập thiền căn bản trở lại để cho ánh sáng mạnh hơn, rồi vị ấy có thể quan sát mọi thứ bên ngoài. Yeah. Nhưng khi thiên nhãn đã phát sinh thì vị ấy có thể quan sát cả ngày với ánh sáng mạnh mẽ mà không bị mờ đi nữa. Khi thấy một chúng sinh nào với thiên nhãn chỉ thì hành giả để ý xem chúng sinh đó ở cõi nào, đang được hưởng hạnh phúc hay là khổ đau. Thì nếu như mà cái người đó mà muốn thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, cái trí để thấy được cái sinh tử của chúng sinh đó, ví dụ như là vì đó đang mở rộng ánh sáng đó, vì đó muốn thấy một cái ngã quỷ ở trên mặt đất, vì đó thấy được cái ngã quỷ đó thì vì đó muốn biết là cái tại sao cái chúng sinh này phải sinh làm ngã quỷ, thì vì đó chỉ cần tác ý muốn biết cái nghiệp mà họ đã tạo thì vì đó sẽ thấy được cái nghiệp mà họ đã tạo ở kiếp trước. Hay là thấy một vị chư thiên ở trên mặt đất thì vị đó cũng có thể tác ý tại sao cái vị này lại được sinh làm chư thiên, thì vị đó sẽ thấy được những cái nghiệp thiện của cái vị chư thiên đó đã làm cho nên được sinh làm chư thiên. Thì nó được gọi là cái trí mà nó thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh. Nếu chúng sinh đó ở cõi khổ thì vị đó tác ý thấy được những cái nghiệp bất thiện của chúng sinh nó đã làm. Nếu chúng sinh đang hưởng phước báo thì ví dụ như là một cái người mà có thiên nhãn thì vị đó có thể có hai cách tác ý để thấy được cái nghiệp mà cái chúng sinh đó đã tạo. Một là vị đó tác ý là tại sao chúng sinh này nạn sinh ở cõi này. Ví dụ như là vị đó thấy một vị chư thiên thì vị đó có thể tác ý tại sao cái vị này được sinh làm chư thiên. Nếu vị đó tác ý như vậy thì vị đó sẽ thấy cái nghiệp cận tử của cái vị chư thiên đó ở cái kiếp trước, vị đó đã làm các cái thiện nghiệp gì mà được sinh làm chư thiên. Còn nếu như vị đó đang thấy cái vị chư thiên đó hưởng phước thì vị đó tác ý tại sao cái vị này lại được hưởng cái phước này, thì lúc đấy nó sẽ sinh ra một cái nghiệp khác. Ví dụ như là vị đó sẽ thấy được cái vị chư thiên này đang được hưởng cái phước này là cái phước của cái sự bố thí cúng dường ở trong quá khứ, thì lúc đấy cái hành động tạo nghiệp của cái vị đó sẽ hiện ra. Hay là vị đó thấy một cái chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục, vị đó có thể tác ý là tại sao cái chúng sinh này phải đọa vào địa ngục. Thì cái nhân mà đọa vào địa ngục nó là một nhân, nó có thể là một cái nhân bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối gì đó. Và vị đó lại tác ý này, cái mỗi cái địa ngục nó có cái sự thọ những cái hình phạt khổ đau khác nhau. Ví dụ vị này, cái vị này mà đọa vào địa ngục mà đang phải nấu ở trong bạc dầu sôi, thì vị đó tác ý tại sao cái chúng sinh này lại phải nấu trong bạc dầu sôi.
Thế thì lúc đấy cái nghiệp mà phải nấu trong bạc dầu sôi nó khác. Thì lúc đấy vị đó sẽ thấy là có thể là do cái chúng sinh này lúc còn sống mình hay đi nấu nước sôi, mình làm nông, con gà con vịt mình nhúng nó vào, bây giờ mình chịu cái quả báo này, bị quỷ sứ nó nhúng mình lại. Đấy, thì cái nghiệp này nó sẽ khác. Cái nghiệp mà chuyển sinh vào địa ngục khác, cái nghiệp mà đang thọ cái nỗi khổ ở trong địa ngục khác. Cũng như là một người bây giờ mình tác ý tại sao cái ông này ông sinh làm người à, thì lúc đấy mình sẽ thấy được cái nhân mà sinh ra làm người nó khác. Còn bây giờ mình tại sao ông này làm người ông ấy lại được hưởng những cái an vui này, ví dụ như là cái người đấy được sống lâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp à, thì lúc đấy những cái nghiệp mà được hưởng cái sự sống lâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp nó khác, nghiệp được sinh lại làm người nó khác. Thì cái vị đó tùy theo cái ác ý của vị đó là vị đó thấy được những cái nghiệp mà cái chúng sinh đó đã tạo, nó để là cái quả hiện tại này, nó tác ý được sự chết và tái sinh nên vị ấy thấy được gọi là sinh tử trí. Thấy được nghiệp cận tử là sự chết, mà thấy được sự đã tái sinh là sự đó, là thấy được cái cõi mà vị mà cái chúng sinh đó sinh về đó là sự tái sinh. Vì đó sẽ thấy chúng sinh kẻ hạ nghiệp, người cao thượng, kẻ tốt xấu, người đẹp đẽ, kẻ bất hạnh, người may mắn đều do hành nghiệp của cái người đó. Đó là năng lực của thiền nhãn trị. Đối với thiền giả phàm phu, khi tập thiền nhãn sẽ dễ phát sinh cái sự kinh sợ khi mà nhìn thấy những cái hình dạng ghê sợ của ma quỷ. Bởi thế cho nên là những cái thiền giả mà chưa chứng các cái đạo quả khi mà tập đến cái pháp này sẽ có những cái bất lợi, đó là vì nó sẽ sinh ra cái sự ghê sợ. Vì khi mà nhìn vào khi mà có thiên nhãn rồi mình nhìn thấy đâu cũng có ma hết, có sợ không? Có thiên nhãn thì chẳng nhìn thấy gì hết. Thấy các chúng sinh ở dưới 8 tầng địa ngục bằng thiên nhãn trí, thế bây giờ hỏi địa ngục có hay không, địa ngục có hay không? Nhưng bây giờ mấy nhà khoa học mà không có, được khoan vào trong lòng đất mấy nghìn mét chẳng thấy đâu. Nhưng mà dù có khoan đến địa ngục mình cũng không thấy, cái mắt thường cũng thấy được. Bây giờ những cái chúng sinh như chư thiên hay là ác quỷ người ta đi trên mặt đất ấy, mình chẳng thấy. Cuối gì là chúng sinh ở dưới địa ngục thì làm sao mình thấy được? Dù mình có đào bới cung cái quả địa cầu nên cái mắt thường cũng không thấy được, nhưng bằng thiên nhãn trí thì mình thấy được. Vậy thì nó có cái cõi địa ngục mà chỉ có thể thấy được bằng thiên nhãn thôi. Có rất nhiều các địa ngục nằm sâu trong lòng đất, nhưng đáng kể nhất là 8 tầng, 8 cái đại địa ngục. Nó có 8 tầng địa ngục, giống như là có trên cõi trời thì có 6 tầng trời dục giới, 20 tầng trời sắc giới, 4 tầng trời vô sắc giới. Mỗi một tầng trời nó có một khoảng cách rất là xa. Thì các cái tầng địa ngục nó cũng thế, có các tầng địa ngục từ cao xuống thấp. Thì nó mỗi một cái tầng địa ngục mà ở gần nhất, thấp nhất đó là nó cũng cách cái mặt đất mình là 1.500 do tuần. Mỗi một do tuần là bằng 16 cây số. Bây giờ 1.500 do tuần nhân lên xem nó bằng bao nhiêu cây số. Thế thì địa ngục có sâu không? Đã chui được xuống đây chưa? Mình xuống đấy thì nhiều rồi, nhưng mà mình khoan xuống nơi này cũng chưa đủ cái một cái công nghệ nào khoan đến nơi hết. Tùy theo cái ác nghiệp nặng nhẹ nào để sinh vào các trong các cái địa ngục đó. Sau khi đã phát triển thiên nhãn rồi, vị ấy có thể dẫn anh sang xuống địa ngục để quan sát sự sinh tử của chúng sinh ở trong đây. Vì đó phải nhập vào tận tứ thiền một cái sinh án như cái sinh án ánh sáng, rồi mở rộng ánh sáng đó vào bên trong để mở rộng xuống dưới lòng đất này. Và vị ấy tác ý muốn thấy những chúng sinh ở trong tầng địa ngục thứ nhất, mở rộng ánh sáng xuống tầng địa ngục thứ nhất cách mặt đất 1.500 do tuần. Vị đó sẽ thấy các chúng sinh đang bị hành hạ bằng các loại vũ khí sắc bén, chúng sinh bị chặt chém thành nhiều mảnh, chúng sinh vừa chết xong lại hóa sinh trở lại ngay tức thì. Chúng sinh ở dưới đấy cũng bị chặt bị chém, nhưng mà chết cái sinh lại, chết cái sinh trở lại, cứ chết sinh trở lại cái này mình lại bị giết xong lại sinh trở lại, cứ liên tục như vậy cho đến khi nào cái ác nghiệp nó hết thì lúc đấy mới thôi, thì lúc đấy chết rồi mới không phải sinh trở lại nữa.
Còn cái lúc mà còn bị chặt chém ở trong đấy á, thì cứ chặt cái chết chết cái sinh trưởng lại liền. Giống như lúc mình sống mình chặt hết con này hoặc là để bắt con khác mà chặt, lúc cái người làm ăn bếp nhiều, làm nhà hàng nấu ăn nhiều, nhà chặt chém bao nhiêu thì bây giờ mình vào trong đấy mình bị chặt chém bấy nhiêu, thì mình trả lại cho hết cái nghiệp ấy, chém dùng các cái loại vũ khí binh khí người ta đâm chém, bị đánh bị đập bị đốt thiêu. Và cái nhân của những cái nỗi khổ này đó là do ác nghiệp trong quá khứ. Những chúng sinh này cận mình có sức mạnh hơn người, cái sức mạnh hơn mình đã hành hạ đánh đập sát hại con người và những chúng sinh vô tội. Ví dụ bây giờ mình cận mình có sức khỏe hơn các cái loài thú khác, mình đánh đập những cái loài thú ấy, hay là mình cận mình có sức khỏe hơn những người khác, mình đánh đập hành hạ những người khác, mình có quyền lực hơn, có uy lực mạnh hơn. Mình cậy cái quyền, cậy thế, cậy cái sức mạnh, cậy sức lực của mình đánh đập tàn hại tàn sát những người vô tội, những chúng sinh vô tội, nên giờ phải chịu sinh vào cái địa ngục này để chịu cái quả báo thống khổ cho đến khi hết cái ác nghiệp đó thì mới được giải thoát. Rồi tiếp tục mở rộng ánh sáng xuống đến tầng địa ngục thứ hai. Ở đó sẽ có các tội nhân bị quỷ sứ, bị cai ngục dùng dây có màu đen đánh đập, hiện ra những cái vết đen trên thân thể, rồi quỷ sứ lại dùng những binh khí đó chặt chém vào những cái vết đen đó. Cho nên là cái chúng sinh ở trong này cứ sống đi chết lại, sống đi chết lại nhiều lần. Cho nên là cái địa ngục này gọi là cái địa ngục dây đen hay là hắc thang địa ngục, cứ bị roi, bị đánh bằng roi, bị đánh trong tạo thành những dấu vết ở trên người, dấu vết ở trên người sau đó lại bị búa rìu chém xuống, như vậy bị hành hạ, bị đánh đập như vậy. Tại sao lại phải chúng sinh phải vào những cái địa ngục này? Tại sao? Cái nguyên nhân họ những cái nỗi khổ này là trong quá khứ thường tạo ác nghiệp như là phỉ báng người tu hành hoặc là hành hạ uy hiếp đánh đập hạn những người có đức hạnh. Những người mà hung dữ độc ác ấy, thì người ta lại không có cái niềm tin vào những cái thiện và cái bất thiện. Người ta cứ thấy người khác thiện thì người ta nghĩ rằng cái người đó là hiền, cái người đó là nhu nhược, và người ta uy hiếp, người ta đánh đập, người ta làm hại những cái người tu hành, mà người ta không biết là những cái người ta có giới đức ấy, mình mà có lỗi với những cái chúng sinh mà nó không có giới đức, không có đức hạnh ấy, thì cái lỗi nó nhỏ. Còn nếu mình mà gây tạo những cái tội lỗi với lại những cái chúng sinh hay là những con người mà có đức hạnh lớn thì cái tội của mình nó sẽ rất là lớn, mà cái người mà cái đức hạnh càng lớn thì tội mình lại càng lớn hơn. Thì vậy nếu mà mình mà có tội lỗi với những người mà người ta tu hành, người ta làm những việc thiện bỏ ác làm lành nào, thì đấy là cái lỗi rất là lớn, chỉ là một cái lời nói hay là một cái hành động hay là một cái sự phỉ báng hay là có những cái hành động bất thiện như là làm hại đến những người có đức hạnh thì sau này sẽ phải đọa vào những cái địa ngục này. Địa ngục bị đánh đập, bị hành hạ, bị tra tấn, bị uy, sống bị chết đại. Và tầng địa ngục thứ ba thì có một cái ngọn núi sắt, một ngọn núi bằng sắt to lớn cháy đỏ nghiền nát chúng sinh. Thế mà vào cái địa ngục thứ ba thì chúng sinh sẽ bị những cái quả núi nó đè, nó nghiền nát những quả núi này, nó nứt ra xong rồi nó lại nằm vào, nó kẹp vào, tức là cái quả núi, hai quả núi nó nứt ra sau đó thì nó lại kẹp vào, hay là cái chúng sinh mà trong đấy cứ nát dần dần nát nát ra thành bụi luôn. Cái quả núi này thì nó lại có lửa, nó bằng sắt, xong rồi nó lại sắt nữa, hay là nó nghiền đến đâu là tan nát đến đây, nát nghiền nát chúng sinh luôn,
Nhưng mà chết trong một cái quả núi nó mở ra một cái thì chúng sinh nó lại sống lại hình thành cái thân lại, xong là cái quả núi nó lại nghiền nát trở lại. Thế là cứ như thế mà bị chết đi sống lại, chết đi sống lại rất nhiều lần. Nguyên nhân là khi làm người thường hành hạ, đánh đập, tàn sát, giết mổ các loài chúng sinh. Thế cái người nào mà cứ sát sinh nhiều là sẽ đọa vào cái địa ngục này. Thì khi mà mình còn sống mình cũng sát sinh nhiều, mình cũng sát hại giết mổ nhiều, mình cũng cho chúng sinh vào cối, mình xay, mình nghiền, mình giã, mình đá, mình đánh, mình đập, mình chém, mình băm. Thì bây giờ có những cái quả núi lớn ấy, nó cũng băm, nó cũng băm, nó cũng nghiền nát mình như vậy. Tầng địa ngục thứ tư thì chúng sinh bị khói nóng xông vào chín khiếu nên la khóc thảm thiết. Vào trong cái địa ngục này thì nóng, chỉ vì cái nỗi nóng nóng bức đó là lửa khói xông, bị xông khói ở trong đây, khói nóng xông vào mắt, xông vào tai, xông vào mũi, xông vào lưỡi, xông vào miệng, xông khắp ở trên thân thể mình, đau khổ và la khóc. Những chúng sinh ấy nóng quá thì la khóc thảm thiết. Cái nguyên nhân những chúng sinh bị đọa vào đây đó là do kiếp trước thường sử dụng các loại khí cụ để đánh bắt chúng sinh. Tức là ví dụ như chúng sinh, cái người đấy khi mà còn sống này, hay đi bắt chúng sinh bằng cái cách như là đốt núi rừng này, để cho chúng sinh nó chết cũng không có chỗ ở. Hay là những người dùng các cái khí cụ như là cung tên, giáo mác, hay là dùng lưới để đánh cá, dùng bẫy để mình bắt thú, để bắt chim, để dùng các cái loại khí cụ, các cái công cụ để đánh bắt chúng sinh, thì lúc người chết thì sẽ bị vào đây. Đến tầng đại địa ngục thứ năm là chúng sinh bị lửa thiêu đốt, bị lửa nóng bỏng, cho nên là than khóc thảm thiết, than khóc. Và cái tầng địa ngục này là than khóc vang dội, vang dội nóng, vì cái địa ngục ở trên thì chỉ bị thiêu bằng khói, nhưng mà xuống đến địa ngục này thì bị thiêu bằng lửa luôn, rơi bóng xuống địa ngục lửa cháy mù 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 mù, nên là cứ ở trong đấy là khóc thảm thiết, bị lửa đốt. Có thể là có những người vào đây thì chỉ mấy ngày là thoát, có những người vào đây là một năm, có những người ở trong này khoảng 10 năm hoặc là 100 năm, có những chúng sinh bị thiêu ở trong này 1.000 năm hoặc 100.000 năm, có những chúng sinh có khi phải thiêu ở trong này nhiều trăm ngàn năm, cho đến khi nào ác nghiệp nó hết, ác nghiệp hết thì mới khỏi bị thiêu ở trong này, bị thiêu đốt nó ở trong này. Nguyên nhân là do cái lòng sân hận, tật đố, ganh tị, có ác tâm muốn làm hại người khác, lấy trộm các đồ đạc của những người có đức hạnh nên phải đọa vào địa ngục này. Những cái người nào mà sân hận, tật đố, ganh tị, nhất là cái người nào mà có cái tánh sân nặng ấy, có thể là mình sân, mình đánh đập người khác, có thể là cái tâm sân đấy mình mắng chửi người khác, mai mốt chết thì cũng vào đây bị thiêu luôn. Có thể cái tâm sân đấy mình không thể hiện ra bằng hành động, không thể hiện ra bằng lời nói, nhưng mà nó âm ỉ ở trong lòng, mình ghét ai đấy, mà cái lúc chết ấy, mà cái người đấy mà người ta đến thăm mình khởi lên cái tâm ghét ấy, là mình đi thẳng vào đây, tâm canh ghét, hoặc là mình thấy người khác người ta làm được cái việc gì đó mà mình không làm được, mình ghen tị, mình tức bực, mình ấm ức ở trong lòng của mình không dám nói ra. Đấy, mà đến lúc mà mình chết với cái tâm mà nó đang ấm ức bực bội, đang ghen tị đấy, thì cũng rơi xuống đó. Thế những cái người nào chết với tâm sân là hay bị đọa vào cái địa ngục, bị lửa thiêu này. Sân có thể là những cái người ta đi đánh nhau, hay đánh nhau chết. Vậy thì lúc đánh nhau chỉ có ác tâm, chỉ có cái tâm sân, tức tối, buồn phiền, bực bội, thì khi chết cũng dễ đọa vào những cái địa ngục bị thiêu đốt. Có những người thì bỏng sẻn, mình chỉ muốn mình hơn người mà không chịu được người khác hơn mình, hoặc là mình có cái gì mình không muốn chia sẻ với ai, thì cái tâm bỏng sẻn nó cũng là tâm sân, chết cũng vào đó. Có cái người mà hay có cái tâm mà hối hận, lúc nào làm một cái việc gì đó
nó sai mà mình cứ khởi lên cái tâm buồn phiền rầu rĩ sầu muội, cái tâm ưu bi sầu muội, cái người nào hay ưu bi sầu muội cũng chết thì cũng hay bị vào cái địa ngục bị thiêu đó. Hay cái người nào mà cứ hay buồn phiền bực bội tức tối thì tất cả những cái tâm này nó cũng sẽ khiến cho chúng sinh nó chui vào cái địa ngục. Tầng địa ngục thứ 6 là chúng sinh vừa bị đâm bằng cây sắt nóng, vừa bị lửa đốt cháy. Thì cái nguyên nhân mà sinh vào địa ngục này là do cái lòng cái lòng tà ác làm những việc như phá hoại nhà cửa của người khác, phá hoại chùa chiền, phá hoại bảo tháp, những nơi thờ tự tôn nghiêm, nên phải chịu cái quả báo vào địa ngục này. Đây là cái địa ngục này bị đâm bằng cây sắt nóng, xong này lại còn bị thiêu đốt nữa, vừa bị đâm bằng cây sắt nóng rồi này bị thiêu đốt. Những cái người nào mà phá hoại sống, cứ phá hoại của người khác, những cứ cầm khí cụ đi phá phách nhà cửa, phá phách đồ đạc, phá phách cái tài sản của người khác, phá phách chùa chiền, phá phách những nơi thờ tự, phá phách bảo tháp, cái người đấy thì bị đọa vào địa ngục thứ 6 đấy. Đọa vào địa ngục này thì giống như là mình bị đâm vào trên mũi dao, bị ném xuống lò lửa, vừa bị đau vừa bị nóng. Bây giờ cho mình chọn hai cái, đó là một là nóng, hai là đau, thì mình chọn gì? Một là bị đâm, hai là bị thiêu, thì chọn gì? Thế nhưng mà ở cái địa ngục này vừa bị đâm vừa bị thiêu luôn. Có những cái địa ngục trên thì người ta bị đâm người ta thôi bị thiêu thôi, hoặc là bị thiêu thì thôi bị đâm, nhưng mà xuống đây là bị cả hai, đâm một cái xong lại thiêu cho một cái. Thì cái địa ngục này lại còn đau hơn nữa, thì càng xuống các cái địa ngục ở dưới thì lại càng đau. Địa ngục ở trên cao thì còn đỡ, càng xuống địa ngục ở dưới này thì càng cái hình phạt lại càng nặng hơn, càng đau khổ hơn, càng ác nghiệt hơn, và ở dưới này thì lại càng khó thoát hơn. Thì những chúng sinh này thì tội lại nặng hơn, tội càng nặng thì càng xuống địa ngục càng sâu. Nhưng là bây giờ cái gì mà nó nặng thì nó sẽ chìm sâu. Chúng sinh mà tạo cái ác nghiệp nặng, tội nặng thì sẽ chìm xuống những địa ngục rất là sâu, mà đã sâu thì sẽ rất là khó mà ngoi lên được. Lúc mà có những chúng sinh ngoi lên thì ra khỏi địa ngục này cái này chui vào địa ngục khác, có thể mình thoát ra khỏi địa ngục này cái mình lại nó một cái ác nghiệp khác nó trổ quả lại đi vào địa ngục khác, cứ lần lượt mà đi lên, không biết đến bao giờ lên đến nơi. Tầng địa ngục thứ 8, tầng địa ngục cuối cùng đến bây giờ là tầng địa ngục thứ 7. Là tầng địa ngục này thì có những chúng sinh leo lên một cái hòn núi sắc nóng cháy đỏ rực rồi rơi xuống, rồi có những cái mũi giáo sắc nhọn nó đâm thục người, ở dưới là những cái mũi giáo sắc nhọn. Nguyên nhân là do kiếp trước không tin nghiệp và quả của nghiệp. Những cái chúng sinh nào mà khi còn sống mà bắt vô nhân quả, có cái tà kiến chấp đoạn, cho rằng chết rồi là hết, không có thiện, không có ác, không có tội, không có phúc gì hết, hoặc là chấp thường cho rằng có linh hồn tồn tại mãi mãi, chết rồi ai cũng như ai, chết rồi thì ai cũng như ai hết. Ví dụ như là có người ta cứ bảo là tắm ở một cái dòng sông đấy là bao nhiêu tội lỗi là gột rửa hết, đến lúc chết thì là bao nhiêu tội lỗi cũng không phải chịu quả báo gì cả, thì người đấy là chấp thường. Còn những người chấp đoạn thì người ta bảo là người làm phước thì cũng thế, người làm tội cũng thế, chết rồi là hết, chẳng còn gì hết. Thế là do cái tà kiến như vậy, người nào mà có cái tà kiến là chấp thường hay chấp đoạn như thế thì bắt đầu chết, người sẽ rơi như thế này. Trên một cái núi cao rơi xuống xuống cái địa ngục rất là sâu, và bên dưới là những cái rừng trong, cái rừng đao, sơn kiếm, núi đao, đồi kiếm đấy. Cái trùng trùng điệp điệp để rơi xuống đấy bị đâm, vừa bị đâm vừa bị lửa thiêu. Trong lúc mà trèo lên trên núi ấy, thì cái quả núi ấy, là núi bằng sắt, trong này nó lại phát ra lửa, trong cái lúc trèo đã bị thiêu rồi nhé, vừa bị thiêu mà vẫn phải trèo, phải cố sức trèo lên.
treo lên cao thì lúc mà đuối sức quá, nóng quá chịu không được, rơi xuống dưới, rơi xuống dưới thì lại bị đao, bị kiếm, bị trong ở dưới đâm ra nữa. Đấy, cái địa ngục thứ bảy là dành cho những người có tà kiến nặng. Thông tin nhân quả đấy, mai mốt vào đấy. Một cái tầng địa ngục cuối cùng đó là đại địa ngục A Tỳ, hay còn gọi là địa ngục vô gián. Những chúng sinh ở trong cái địa ngục này thì thọ khổ liên tục, không có cái thời gian nào gián đoạn. Những cái địa ngục khác thì thỉnh thoảng còn được nghỉ một tí, cái địa ngục này thì không nghỉ một tí nào hết, không có gián đoạn, cái nỗi khổ nó cứ liên miên. Chúng sinh này ở trong này cứ thọ khổ hoài, chết không chết, mà sống thì lúc nào cũng bị thiêu đốt. Bốn bức tường sắc lửa cháy từ bốn phía thiêu đốt chúng sinh, còn bị những cây đinh nó đâm từ trên xuống dưới, đâm từ trên đầu, đâm xuyên mũi chân. Sau này bị một cái cây đinh nó đâm từ dưới chân đâm lên đầu, bị một cái cây giáo đâm từ trước ra đằng sau, đâm từ sau ra đằng trước, đâm từ bên trái sang bên phải, đâm từ bên trái sang bên trái. Và mỗi một cái cây giáo nó to như cây dừa. Thì cái chúng sinh nó to, cái chúng sinh nó to lắm. Những chúng sinh là đoạn vào địa ngục này tự nhiên cái thân hình to lớn bằng một cái do tuần. Một do tuần tức là cao khoảng gần 20 cây số. Cao như vậy, to, to đùng như quả núi. Thế là bị mấy cái đinh nó cũng to như cây dừa mới đâm được chứ. Đâm từ trước ra sau, sau ra trước, đâm phải trái, trái sang phải, bốn bức tường sắt. Nóng ơi là nóng, bắt đầu vào đến cửa mà đã thấy nóng ơi nóng, nóng như là núi lửa ở đây này. Ôi, khi mà ở dưới cái là bị đâm, đau, vừa bị đốt vừa bị đâm, không nhúc nhích không được. Vào trong này tội mà nặng thì cứ phải ở đấy cho đến khi nào cái trái đất này nó bốc cháy hết thì lúc đấy mới được thoát. Cho đến khi nào đến cái thời kỳ hoại kiếp ấy, thời kỳ hoại kiếp thì trái đất bị thiêu hủy ấy. Như Đề Bà Đạt Đa là ở trong cái địa ngục này này. Đề Bà Đạt Đa thì có hai cái trọng tội, đó là làm chảy máu Phật và chia rẽ tăng. Chia rẽ tăng và chảy máu Phật thì đây là cái nguyên nhân đoạn vào địa ngục. Những cái người nào mà giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, phá hoại tăng và làm Phật chảy máu thì chắc chắn phải đoạn lên. Thì Đề Bà Đạt Đa phạm cả hai tội, đó là phạm tội phá hoại tăng và tội làm thân Phật chảy máu. Thì hai cái tội này tội nào nặng hơn? Phá hoại tăng tức là cái vị đó chia rẽ tăng, vì đó nói dối là cái pháp của ta cao hơn pháp của Đức Phật, mọi người hãy theo ta. Thế là có 500 vị tỳ kheo là tin theo, vì đi theo cái vị đấy vào trong núi lập ra một cái giáo hội riêng, lập ra một cái pháp tu riêng, đó là phá hoại tăng. Thế rồi đến lúc mà cái vị đó lại bảo ta phải đi giết Phật để ta còn làm Phật, cái vị đó lại mà phục kích khi mà Đức Phật đang đi ở trên cái sườn núi, bị nó đẩy một cái hòn đá xuống, cái hòn đá nó rơi xuống, bị nó định là để cho nó đè lên Đức Phật, thì Đức Phật tránh được cái thì một mảnh đá nó bắn vào chân Đức Phật, làm cho Đức Phật bị bầm tím chân, sau đó bị chảy máu chân. Thì đấy là hai cái tội đấy. Thì cái tội phá hoại tăng kia nó khiến cho Đề Bà Đạt Đa bị đọa vào địa ngục, còn cái tội làm chân Phật chảy máu thì nó khiến cho Đề Bà Đạt Đa bây giờ bị thiêu đốt và bị đinh đóng từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Đấy, và đến bây giờ ra phải đoạn ở trong cái địa ngục tăng, cái tầng địa ngục A Tỳ này cho đến hết cái kiếp trái đất này, cho đến khi nào mà đến cái thời kỳ hoại kiếp mà trái đất này bùng cháy hết, cháy bảy mặt trời xuất hiện, trái đất này cháy thành cho bụi hết, thì lúc đấy mới thoát khỏi cái địa ngục A Tỳ này. Ngoài tám tầng địa ngục này ra thì còn có rất nhiều các cái địa ngục khác, gọi là các tiểu địa ngục hay là các cái địa ngục biên địa. Có nhiều địa ngục lắm chứ không phải là chỉ có tám tầng địa ngục này. Mỗi một địa ngục nó sẽ có bốn cửa, mỗi một cửa nó sẽ có bốn cái tiểu địa ngục nó vây ở xung quanh, tức là xung quanh những địa ngục đại địa ngục này, xung quanh tám tầng địa ngục này còn vô số các tiểu địa ngục hay là các địa ngục biên địa khác rất nhiều. Ví dụ như là có địa ngục về phân thối, có những chúng sinh thì khi mà rơi vào cái địa ngục đấy nó giống như là một cái bể phân, chúng sinh cứ nhúc nhúc ở trong đấy,
thế là bị những cái con giòi con bọ ở trong cái bể phân ấy, nó ráy nó dở thịt nó ăn à, nó ăn cho hết thì thôi. Ví dụ như là cái chúng sinh nào mà tạo cái ác nghiệp lừa thầy phản bạn này, thì khi chết thì đọa vào cái địa ngục phân thôi. Hay là những cái chúng sinh nào hay dùng những cái lời nói thô tục để mắng nhiếc những cái người mà người ta có đức hạnh, dùng những cái lời thô tục chửi mắng những cái lời thối tha, những cái lời tục bậy, thì đến lúc chết thì cũng đọa vào đây, rơi vào địa ngục phân thối này. Địa ngục cho nóng. Có những chúng sinh thì khi chết bị ngâm vào trong một cái thùng nó rất là lớn, bị ngâm vào trong một cái đống tro, mà cái đống tro này nó giống như đống tro nóng, giống như mình vừa đốt lên một cái đống củi ấy, đốt lên một cái đống củi mà nửa thì nó tắt rồi nhưng mà nó chưa tàn, nó còn nóng được mà mình có thể nướng được củ khoai ấy. Thì có những chúng sinh mà khi chết mà khi còn sống thì hay tạo cái ác nghiệp như là buôn bán hàng giả, những cái hàng này mình làm những cái đồ giả để mình đi bán, như mình chế tạo thuốc giả bán cho người ta uống vào, người ta tưởng là thuốc thật ấy, cho nên người ta mang về người ta uống vào thì người ta cứ nghĩ đây là thuốc thật, cho nên là cái tư tưởng người ta thoải mái, người ta cũng khỏi, thì có tội không? Cái tâm mà mình lừa dối, mình làm bất cứ cái hàng gì, hàng giả, đi lừa dối người khác, làm cho người khác bị hại do cái sự bán cái hàng giả của mình, cho vào địa ngục cho nóng, mình bị ủ ở trong đấy giống như là bị nướng củ khoai, mình cũng bị cháy thui cháy đen như vậy. Địa ngục gai nhọn. Cái người nào mà phạm tội tà dâm là sẽ đọa vào cái địa ngục gai nhọn này. Cái địa ngục gai nhọn này thì nó có cái địa ngục gai nhọn là rừng, tức là cái địa ngục đấy, cái chúng sinh đấy giống như là bị những cái quỷ sứ nó săn đuổi thằng chặn vào rừng. Rừng đấy thì toàn cây có gai. Cây có gai lá thì nó sắc như là những cái lưỡi dao ấy, chạy vào đi đến đâu thì bị gai đâm nhói vào người, hoặc là bị cái lá nó phạt vào người, chém vào người, nó làm cho da thịt cứ rách tả tơi thôi. Đấy là cái người mà phạm cái nghiệp tà dâm là sẽ đọa vào cái địa ngục gai nhọn này. Địa ngục sông gai nước mắt. Sông gai còn có những cái địa ngục ở dưới sông thì đầy gai ở dưới đấy, đầy châm ở dưới đấy, mà nước thì mặn nữa. Đấy là những cái người mà hay phá thai, những người nào mà hay phá bỏ thai, hoặc là những cái người nào làm cái nghề đi phá thai cho người khác, và là cái người nào trực tiếp phá hại thai, phá thai cũng là tội giết người mà. Vì cái chúng sinh đi đầu thai là người ta có mạng sống, lúc đó nó có mạng sống đang sống ở trong bụng mình thì mình không cho nó ra đời, mình diệt nó ngay lúc nó có mầm, nên là mình đọa vào địa ngục này. Còn địa ngục nồi đồng sôi cũng là do ác nghiệp như là tà dâm hoặc là sân hận hoặc là phỉ báng, thì sẽ đọa vào những cái địa ngục nồi đồng sôi, nên có những cái chảo đồng nó rất là to mà chúng sinh bị ném vào trong đó, giống như là vua A Xà Thế là bị vào cái địa ngục nồi đồng sôi, cái tội giết cha, nhưng mà do sau đó biết hối hận, biết làm phước rồi, cho nên nó không bị đọa vào địa ngục A Tỳ mà đọa vào địa ngục nồi đồng sôi. Thì địa ngục nồi đồng sôi này thì nó cao lắm, sâu, rất là sâu, sâu hơn mấy chục do tuần đấy, cho nên là chìm xuống đến đáy địa ngục là mất 30.000 năm này. Nổi từ đáy lên mất 30.000 năm nữa. Một hôm mà ông vua Basenadi đang nằm ngủ cũng nghe những tiếng hét than, thế thì sợ quá không ngủ được, sáng mai mới đi hỏi Đức Phật là tại sao vậy, con đang ngủ mà con nghe những cái tiếng than, những cái tiếng hét rất là ghê sợ. Thì Đức Phật mới kể là đấy là những cái chúng sinh mà trong cái địa ngục nồi đồng trôi này có mất 60.000 năm bây giờ mới trồi được lên đến lên đến trên miệng nồi, định than lên một cái tiếng, định hét lên một tiếng là tại sao ta khổ thế này, nhưng mà chưa kịp mới than được một câu nó đã chìm xuống đây.
Thì những cái chùa thì lúc đấy Đức Phật mới kể là do có ba cái thanh niên ngày xưa nó ở cái nước đấy, ở cái thành Xá Vệ đấy, nhưng mà nó do cái ác nghiệp tà dâm cho nên là khi chết nó bị đọa vào cái địa ngục nồi lòng trôi này, chìm từ trên xuống dưới mất 30.000 năm, nó nổi lên mặt 30.000 năm, nó định hét lên một tiếng, nó định than một câu mà chưa dứt được một câu ấy, nó đã chìm xuống nữa, lại mất 60.000 năm nữa mới được trồi lên. Thì không biết là lúc trồi lên thì có thoát không. Thì những cái chúng sinh nào tạo ác nghiệp bị vào địa ngục này, hoặc là địa ngục rừng cai độc cũng là do ác nghiệp tà dâm bị đoạn vào địa ngục rừng gai, tức là cái rừng nó rất là gai và xung quanh nó rất nhiều những cái nọc độc, khi mà nó quệt vào một cái bị gai đâm đau hoặc là còn bị thối thịt cơ. Có những cái địa ngục thì bị những cái con sói, con quạ nó đến ăn thịt, băm nát, những cái con kền này, con diều hâu này nó đến ăn thịt. Có địa ngục móng tay nhọn khoét thịt ăn, có những cái địa ngục mà bị những cái móng tay nhọn ấy, khoét thịt ăn, nó là do ác nghiệp chất mổ chúng sinh. Có những địa ngục bị nồi sắt nấu đồng, những cái nồi sắt rất là to mà nấu chúng sinh ở trong này, do cái ác nghiệp phỉ báng ác vọng. Người nào mà hay có cái tâm phỉ báng ác khẩu ấy, thì vào đây có một cái chảo dầu, có một cái chảo rất là to nấu, mà chảo này là nấu đồng ấy. Đồng nó đầu sôi sùng sục nên giống như cái lúc mà người ta nấu đồng nên người ta đục đúc chuông ấy. Người nào đã được xem đúc chuông chưa, hay là đúc tượng ấy, người ta phải cho cái đồng vào những cái nhiệt độ tới 1.000-2.000 độ C nó mới chảy ra. Và chảy ra thì người ta mới đổ ra khuôn thì nó thành quả chuông. Nhưng mà bây giờ nấu đồng nên là không phải để đúc chuông mà là để nấu người cho những cái chúng sinh mà có tội, hay phỉ báng, hay mắng chửi, hay mắng nhiếc, hay là những cái điều tốt thì mình lại cho là xấu, những cái điều xấu thì mình lại cho là tốt, cái đúng thì mình cho là sai, sai thì cho là đúng, cái tránh thì mình bảo là tà, mà cái tà mình bảo là tránh. Những cái nghiệp bất thiện đấy thì đọa vào cái địa ngục nồi đồng, nồi sắt nấu đồng, địa ngục ăn hòn sắt nóng. Có những cái địa ngục thì bị quỷ sứ nó quanh miệng ra, nó nhét hòn sắt nóng, thế là cái người mà nuốt cái hòn sắt đấy vào một cái vào trong bụng nó cháy ruột hết gan, nó chui xuống dưới, nó chui ra ngoài, nó cháy hết rồi, nó đạn nuốt lần lần nữa, cứ liên tục như vậy, cứ nuốt vào ở trên nó rơi xuống dưới, đi đến đâu nó cháy hết lên đấy, cháy thành than lên đây. Do cái ác nghiệp là tham quan hối lộ, những người nào ăn hối lộ nhiều thì giờ bị vào đây để ăn cái hòn sắt nóng này. Địa ngục có bốn hòn núi nghiền nát, nó do ác nghiệp chèn ép người khác. Có bốn núi nó nghiền nát, chèn ép người khác bỏ vào đây. Đây là địa ngục này, đói, lúc ấy địa ngục quỷ sứ hỏi cần gì, tôi đói quá cho tôi ăn, rồi anh miệng ra, tôi móc câu anh miệng ra cho hòn sắt nóng vào đây, ăn đến đâu là cháy đến đây, một hòn sắt nóng. Nguyên nhân là gì, nhớ không? Nguyên nhân là ăn đúc sống, ăn hối lộ, ăn hối lộ thì ăn sát nóng thì ăn cái gì ngon hơn, cái gì nó có giá là nó hết. Địa ngục này trẻ thì ép chúng sinh thì bây giờ bị núi nó ép cho bắt đầu những cái quả núi từ từ nó khẽ là ép cho nát thịt nát gan, không có sức khỏe mà chèn ép người khác hay là bị bắt nạt người ta. Có những địa ngục thì ôm cột đồng nóng, địa ngục ôm vào những cái cột đồng nóng bốc cháy luôn. Ngoài ra còn có địa ngục đói khát, do làm cho người khác chết đói thì giờ đó là địa ngục bị bỏ đói, không có ăn, lúc nào cũng bị đói, muốn ăn không được. Có địa ngục hàn băng, đó là cái địa ngục mà mình bị ngâm ở trong, bị ngâm ở dưới cái nhiệt mà nó đóng băng ấy, giống như ở trong 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 tủ đá,
do ác nghiệp mình dìm người khác chết đuối nước, địa ngục xài đang bị chó cắn, do ác nghiệp như là mình săn thú. Còn rất nhiều các kiểu địa ngục khác nữa, có là nói không hết được, nhiều địa ngục lắm. Địa ngục hàn băng này, xuống đây một cái nó đóng băng lại, nước nó đóng băng, nước đóng băng là mình bị đông lại, như là mình hay đi đông, mày hay ủ thức ăn ở trong tủ lạnh, đông thịt đông cá ở trong đấy, cứ băng luôn vậy, giống như bắc cực vậy. Con kinh đó là trong kinh Bổn Sinh Nemi Raja, kinh bài kinh Nemi Raja này đã diễn tả cái cảnh địa ngục và nguyên nhân đọa vào địa ngục như sau. Lúc bấy giờ có một vị vua tên là Nemi, vị vua Nemi chỉ vì một vương quốc và thường dạy dân bỏ ác làm lành, thực hành các thiện pháp, cho nên là khi những cái người dân lành người ta chết, người ta sinh về cõi trời rất là nhiều. Thế là thiên chúng ở cõi trời đam lợi này thường hay hội họp ở thiện pháp đường, và những cái thiên chúng ở đây thường hay tưởng nhớ đến những vị vua hiền đức của mình, vị vua hiền trí, và thường vì các cái vị thiên chúng đấy thường với vua trời rằng các này chúng tôi được sinh lên cái cõi thiên giới này, đó là nhờ cái vị vua anh minh đã dẫn dắt cho chúng tôi làm những việc thiện, nay chúng tôi rất là thương và nhớ ngài, thì thiên chủ có thể mời được ngài lên đây để chơi với chúng ta một thời gian được không? Mời vua lên đi cõi trời chơi. Thế là vua trời chiều lòng thiên chúng và sai một cái vị thần Matani, thần Matani là vị thần đánh xe, và đưa một cái xe ngựa có 1.000 ngựa kéo, 1.000 ngựa trắng kéo xe, hãy đi về nhân gian và chở vua Nemi về cõi trời an tập tam thiên này để thăm thiên chúng rồi đấy. Thế thì và vào hôm đấy thì vua Nemi đang ngồi ở trước cửa sổ thì nhìn thấy ở trên xa có một cái luồng ánh sáng từ trên trời đi xuống, khắp dân chúng ở khắp thành cũng nhìn thấy cái ánh sáng đấy, và tự nhiên họ mới hô lên, ôi sao đang trời tối tự nhiên lại xuất hiện một mặt trời kìa. Thế là từ cái đám sáng lại một cái vầng ánh sáng rực rỡ như mặt trời đấy cứ từ từ tiến dần xuống trái đất. Lúc đấy dân chúng vừa cứ đứng ra nhìn và rất là hiếu kỳ, họ bảo không biết cái gì đó đang xuất hiện giống như mặt trời mặt trăng thứ hai đang xuất hiện. Nhưng mà khi mà cái cỗ xe này đi đến gần nơi thì họ nhìn thấy bảo có một cỗ xe có 1.000 ngựa trắng kéo, đây là xe ở thiên giới. Thế nên mọi người bảo không biết xe này đi đâu nhỉ, nhưng mà hầu hết những người ở trong thành trong vương thành thì người ta biết rằng đây là xe của vua trời Đế Thích, có lẽ là đến để mời cái vị vua hiển trí của chúng ta lên trời rồi. Dân chúng người ta rất là thông minh, người ta nhìn thấy người ta biết luôn. Và cái trước khi mà cái xe này đến đó và mời vua Nemi lên cõi trời thì vua Nemi muốn rằng này, trước khi lên trời ta muốn đi thăm cõi địa ngục trước, để sau này ta về ta còn kể cho dân chúng nghe này, đấy có những người làm ác như thế bị đọa vào địa ngục, có những người làm lành như thế được sinh lên cõi trời. Thế thì thần Matani chiều lòng vua Nemi và cho xe đi qua các cõi địa ngục trước khi lên trời. Bắt đầu khi mà cái xe này đi xuống đến các cõi địa ngục thì thấy các chúng sinh thọ khổ ở dưới một cái dòng sông, đó là Vetanani, và ngài hỏi những chúng sinh này tạo ác nghiệp gì mà bị đọa trong cái sông mà nó hôi thối, nó giống như là toàn phân là phân ấy. Thần Matani trả lời, họ là những cái người khi còn sống uy hiếp những người cô thế, tại mình có sức khỏe hơn mà bắt nạt những người yếu hơn. Rồi lúc đấy vua Matani lại thấy, ngài lại thấy có những chúng sinh bị hàng đàn chó, hàng đàn chim nó sâu xé ăn thịt. Ngài lại hỏi thần Matani là những người này tạo ác nghiệp gì. Thần Matani trả lời, ác nghiệp của họ là do ác tâm chửi mắng các sa môn, bức hại người tu hành có giới hạn, cho nên là bây giờ họ bị chó cắn, chim nó sâu xé, nó xẻ thịt nó ăn. Có những chúng sinh thì bị thiêu đốt trên những cây cột sắt cháy đỏ. Hỏi nguyên nhân gì mà có những chúng sinh bị thiêu đốt như thế. Thần Matani trả lời, đó là
ác nghiệp của họ đó là bức hại những người thiện nam tín nữ có giới hạnh, những người bức hại cả những cái người giống như những người Phật tử hay là những cái người dân thường mà người ta có đức, có đạo đức, những cái người người ta sống có đạo đức nhưng mà bị những cái người ác bán, người ta bức hại, người ta bắt uy hiếp, chèn ép, bắt nạt, cho nên bây giờ người ta bị đọa vào địa ngục, bị thiêu đốt trên những cột sắt cháy bỏng. Ồ, đấy, bắt nạt người ta bây giờ phải ôm cột đồng cháy này. Người bị chặt, bị chém này, bị lâm này, bị đốt. Có những chúng sinh đang kêu la thảm thiết trong đống tro hồng, trong cái đống tro hồng thì do ác nghiệp gì thì thật Matani nói là ác nghiệp của họ đó là lừa đảo dân chúng để lấy của công làm của tư. Còn có những chúng sinh thì bị nung nấu ở trong nước đồng trôi là do ác nghiệp gì thì đó là ác nghiệp của họ là bức hại những người tu hành. Còn có những chúng sinh khát nước, khi uống nước thì biến thành tro, thành chấu, thành phân, thành máu tanh, thì nó do ác nghiệp gì thì đấy là ác nghiệp của họ là do bán thóc lúa thường trộn cho chấu đất cát và để kiếm lợi bất chánh. Đây là bây giờ cái ác nghiệp như vậy. Có những chúng sinh bị những cây giáo nhọn đâm vào người thì ác nghiệp của họ là những kẻ lừa đảo, trộm cắp và cướp giật. Có những chúng sinh bị hành hạ như là bị trói bằng những dây sắt cháy đỏ, bị chặt, bị chém thành nhiều mảnh thì cái ác nghiệp của họ nó là do giết mổ chúng sinh, lấy thịt đi bán, những người làm cái nghề giết mổ chúng sinh bây giờ cũng bị chặt chém nhé. Có những chúng sinh đang ăn phân và nước tiểu thì đó là ác nghiệp của họ là có ác ý với bạn bè, thường não hại và gây khổ sở cho bạn bè. Có những chúng sinh bị quỷ sứ dùng lưỡi câu cháy đỏ móc lưỡi nột ra, như nột ra con bò. Thì ác nghiệp của họ đó là những dùng những cái lời ngon ngọt ngào nhưng gian trá để lừa gạt nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Còn có những chúng sinh trong địa ngục toàn là nữ nhân, thân thể bị nứt nẻ và bị đất lún cho đến eo, bị núi lửa từ bốn phương thay phiên nhau nghiền nát. Thì ác nghiệp của họ là có tính nặng nơ, tính năng nhăn bổ bịch, đà lâm hoại tình. Có những chúng sinh bị treo ngược trong địa ngục, đó là ác nghiệp của họ, đó là những nam nhân phạm tà dâm với những phụ nữ đã có chồng. Đấy là những chúng sinh bị đọa, đấy là cái địa ngục ở trong cái bộ kinh Tăng Chi, trong cái bộ kinh Tiền Thân. Còn đây là một cái bộ kinh Tăng Chi, trong cái kinh Tăng Chi một cái bài kinh về Biển Diêm Vương. Thì có những cái chúng sinh khi chết đọa thẳng vào địa ngục, nhưng có những chúng sinh khi chết sẽ được gặp Diêm Vương. Được gặp Diêm Vương là một diễm phúc lớn, còn nếu mà không được gặp Diêm Vương thì mới khổ. Nếu mà chúng sinh nào mà tạo ác nghiệp nặng chết một cái rơi thẳng vào địa ngục luôn, không cần phải tra xét, không cần phán hỏi gì nữa. Cũng giống như là cái người nào mà có ác nghiệp cành cành rõ ràng ra đấy rồi thì không cần phải tra hỏi, nó đem ra xử bắn luôn. Nhưng mà cũng có những cái người tội ác, tội tình thì nó còn nhẹ, nó chưa có rõ ràng thì còn phải đem ra xét xử. Thì có những chúng sinh khi vào địa ngục cũng vậy, sẽ được gặp Diêm Vương và có cả một cái thẩm án, có cả một cái ban thẩm phán để xét hỏi. Và đây là trong kinh Tăng Chi Bộ mà Đức Phật đã diễn tả về Diêm Vương như thế này. Có ba thiên sứ này các tỳ kheo, thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, có người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thân hoại mạng chung, bị ấy sanh vào cõi dữ ác, cùng đọa xuống địa ngục. Rồi các tỳ kheo, những người lính ở địa ngục với hai cánh tay bắt người ấy, dẫn người ấy đến vua Yama. Vua Yama tức là Diêm Vương. Và lúc đấy Diêm Vương và thưa các cái lính địa ngục ấy, các lính địa ngục được gọi là Rakha. Rakha là quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, hay thì cầm cây cháo ba chỉ ấy, cầm đinh ba đấy, hay thì cầm xiềng xích. Nào, ai tận số rồi sẽ lên trói lại mang về gặp Diêm Na.
Thế lúc đấy những quỷ sứ này đến mới nói với Vô Diêm Vương rằng: thưa đại vương, người này khi còn sống nó không kính mẹ, không kính cha, không kính cha môn, không kính bà la môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình, đại vương hãy hình phạt nó. Lúc đấy vua Giama chất vấn người ấy, cật vấn người ấy, nặng vấn người ấy về các thiên sứ. Lúc này là ông vua Giama này ông rất là từ tâm đó. Ông ấy muốn gợi lại một cái điều lành gì đó cho cái chúng sinh này khỏi phải đọa vào địa ngục. Cho nên ông mới phán hỏi thôi. Nhưng mà phải cái người mà tội nặng nên là cho thẳng vào địa ngục. Nó hỏi: này người kia, người có thấy các thiên sứ mà cho ta hiện ra giữa này người không? Người kia bảo: đã không thấy. Thế là vua Diêm Vương bảo: thế người có thấy những người già tóc bạc răng rụng hết móng ma móng mém, da nhăn nha nhăn nhau rồi là mắt mờ lờ mờ đi lon con bu bu không? Là dạ có. À, thế ngươi có nghĩ là một ngày nào đó ta cũng sẽ già như vậy không? Bảo: dạ không. Tại sao ngươi lại không có nghĩ như thế? Bảo: tại con ham chơi, con phóng dật, con thích đi chơi bời, con không có nghĩ chuyện đó. Tại thì ngươi ham chơi, ngươi phóng dật đấy là do ngươi, chứ không phải là do ai bắt ngươi làm hết. Vậy thì ngươi phải chịu cái tội khổ của ngươi. Thế là vua Diêm Ma hỏi: ngươi có thấy một cái người mà người ta bị bệnh tật, bị vùi, những cái bệnh nan y, những cái bệnh mà không ai chữa được không? Mà có thấy, và đây là thiên sứ thứ hai của ta. Những người có trí thì người phải nghĩ một ngày nào đó ta sẽ bị bệnh như thế, cho nên bây giờ ta còn khỏe, ta phải gắng mà làm việc thiện. Rồi vua lại hỏi là: ngươi có thấy người nằm chết không? Mà đã có thấy. Nếu ngươi là người có trí thì ngươi phải biết một ngày nào đó ta cũng phải chết vì vậy. Cho nên bây giờ ta còn sống, ta phải gắng mà tu, ta phải gắng mà làm việc thiện nghiệp. Nhưng mà ngươi đã phóng dật, đó là cái nỗi này là do ngươi, chứ không phải là do người thân, không phải là do bạn bè, không phải là do quốc vương, không phải là do ai bắt ngươi làm. Cho nên bây giờ ngươi phải chịu chính những cái ác nghiệp mà ngươi đã tạo. Bây giờ ngươi phải chịu cái quả báo của cái ác nghiệp thôi. Đổi lại các tùy theo những người lính địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc, năm cây cọc này. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lấy cột sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ ba, rồi họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn cực khổ, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không thể bệnh chung cho đến khi nào ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người lính ở địa ngục này bắt người ấy nằm xuống và lấy cái rìu chặt người ấy. Người ấy ở đây phải lãnh thọ các cảm thọ đau đớn cực khổ, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không thể nào bệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Có thể bị đánh như vậy một ngày, có thể bị đánh 10 ngày, có thể bị đánh 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1.000 năm hoặc 100.000 năm. Bị hành hạ như vậy, bị đóng cọc như vậy, bị chặt chém như vậy. Nhưng mà khi nào ác nghiệp chưa được tiêu trừ thì vẫn chưa hết. Chết rồi lại sinh trở lại ngay lập tức. Rồi này các tỳ kheo, người lính ở địa ngục ấy lại dựng người ấy lên, dựng ngực người ấy lên, chân trên đầu ở phía dưới và dùng dao sắc chặt người ấy. Người ấy ở đây lãnh thọ các cảm giác đau đớn cực khổ, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi nào ác nghiệp chưa được tiêu trừ. Rồi lại các tỳ kheo, người lính ở địa ngục lại cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới, kéo người ấy chạy nuôi trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ở đây lãnh thọ các cảm giác đau đớn cực khổ, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi nào ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, người lính ở địa ngục ấy đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ở đây phải lãnh thọ các cảm thọ đau đớn cực khổ, thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không thể bệnh chung cho đến khi nào ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Có những chúng
Rồi thầy các tỳ kheo các người đến ở địa ngục nắm được ngực người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới, quăng người ấy vào một cái bạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây phải đánh đổi các cảm giác đau đớn cực khổ khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi nào ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Người như thế rồi người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, khi thì nổi lên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt sang ngang. Thì người cứ phải đánh thọ những cái cảm thọ như thế cho đến khi nào ác nghiệp nó chưa được tiêu trừ thôi. Rồi này các tỳ kheo, những người lính ở địa ngục lại quăng người ấy vào đại địa ngục. Tức là có những chúng sinh cái lúc mà bị hình phạt ở bên ngoài kia mới chỉ là một cái khúc, mới chỉ là một cái mở màn thôi. Đấy mới chỉ là những cái bước đầu bị đánh vậy, giống như là khởi động thôi. Còn sau đó mới quăng vào đại địa ngục, mình bắt đầu mới chịu những hình phạt khác nữa, đau đớn hơn, khổ sở hơn nữa. Thì mấy cái khởi động như vậy đã chịu được chưa? Còn vào đại địa ngục thì giống như là 8 cái địa ngục vừa rồi này, đấy mới là đại địa ngục. Còn có những chúng sinh thì vào đại địa ngục xong rồi mới ra các cái tiểu địa ngục. Có những chúng sinh chết một cái là vào thẳng các cái đại địa ngục. Bị trong các đại địa ngục đấy chán rồi xong là bắt đầu mới hết. Khi mà hết nghiệp bắt đầu chạy ra khỏi được địa ngục thì lại rơi vào các cái tiểu địa ngục, ví dụ như chạy ra khỏi địa ngục bị thiêu đốt chẳng hạn, sẽ rơi ngay vào địa ngục hố phân. Đó là ngoi ngoi mãi mới ra được khỏi địa ngục hố phân, chạy chạy được một tí lại rơi vào cái địa ngục, rơi vào cái địa ngục bị chó cắn, hay bị chim nó mổ, bị đủ các cái nỗi khổ như thế, rất nhiều các cái cảnh địa ngục như vậy. Ở địa ngục ấy, khi mà vào đại địa ngục thì ở địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa chia thành các phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt nở cửa trên, nền địa ngục bằng sắt, nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng luôn có mặt rộng 100 do tường. Nên là cái chúng sinh vào trong địa ngục này, trong cái đại địa ngục này nó giống như là địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ thì nó bốn bề là bằng sắt hết, và lửa ở bên trái thì nó cháy tạt sang bên phải, lửa ở bên trái nó cháy tạt sang bên trái, lửa dưới nó cháy tạt lên trên, lửa trên nó cháy tạt xuống dưới, và chúng sinh vào trong đấy thân hình to lớn ngang với địa ngục để cứ bị thiêu đốt ở trong đấy cho đến khi nào ác nghiệp chưa được tiêu trừ thì chưa thoát, cho đến khi nào tiêu trừ hết ác nghiệp thì mới được thoát khỏi cả. Và chúng sinh thì đoạn vào địa ngục, bây giờ có ai mà chưa vào địa ngục không? Thì chúng sinh vào địa ngục rất là dễ, vì trong cái lúc mà mình chết ấy, một cái niệm tâm bất thiện nó khởi lên là mình có thể vào địa ngục. Mà ngay cả đến các cái bậc Bồ Tát, những bậc đã tu hành hàng trăm hàng ngàn năm rồi, như Đức Phật đã tu hành rất nhiều đại kiếp rồi, mà đến có một kiếp ngài còn phải vào địa ngục. Có một cái kiếp mà lúc đấy là Đức Phật đã hành Bồ Tát đạo, đang hành Bồ Tát đạo, thì do tạo nhiều công đức quá cho nên là được sinh lên để được làm vua. Thì làm vua có 20 năm, để trong 20 năm làm vua đấy tạo công đức rất là nhiều, bố thí rất là nhiều, làm cái việc thiện an dân hộ quốc rất là nhiều, nhưng mà cái ác nghiệp làm cũng rất là nhiều. Thường phải đánh đập những cái kẻ có tội, thường phải bắt bớ, thường phải tra tấn, thường phải hành hạ, để thường phải đi chinh chiến, thường phải đi chiến tranh, đi giặc yên thiên hạ. Thì trong đó cái ác nghiệp đấy đến lúc chết nó trổ trước. Thì cái lúc mà chết một cái là nó rơi ngay vào trong địa ngục và bị thiêu đốt ở trong địa ngục đến 80.000 năm. Thì lúc đấy khi mà bị thiêu đốt hết 80.000 năm rồi thì cái ác nghiệp đấy nó tiêu trừ và lại thì cái thiện nghiệp nó lại trổ, lại được sinh lên cõi trời, được hưởng phước trên cõi trời rất là nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, nhiều triệu năm ở cõi trời rồi. Xong là đến hết cái phước ở cõi trời đó lại rơi, lại sinh xuống nhân gian, thì lại bắt đầu sinh vào làm lại sinh vào cung vua, lại làm một vị thái tử. Vừa mới sinh ra đời được đến ngày thứ ba, vừa mới mở mắt chào đời thì đã nghe thấy người ta tung hô vạn tuế rồi. Thì nghe cái tiếng vạn tuế này bị nó giật mình lại làm vua rồi.
à, mình lại sinh làm con vua này. Bây giờ giật mình này, mình bảo ồ thì chết rồi. Thì lúc đấy thì cũng cái lúc đấy là cái đứa trẻ nó nhớ lại, nó nhớ lại mà ta trước kia cũng đã từng làm vua 20 năm, do cái ác nghiệp làm vua đấy mà ta phải đọa vào địa ngục 80.000 năm. Lúc đấy thì đứa trẻ này bắt đầu đang là hoàng hậu rồi, bế đứa trẻ này ra đấy để xem vua, xem vua xử các cái người mà có tội. Lúc đấy vua mới sai, hãy nhốt nó vào trong ngục, hãy ném nó vào trong vạc dầu, hãy ném nó vào chuồng cọp, hãy đánh cho nó 100 roi, hãy lấy cọc đóng thằng kia lên, hãy treo thằng kia lên cột, dùng cung tên bắn nó. Thì cứ nghe thấy như thế là bắt đầu nghĩ lại hết những cái hành động nó trước kia mình đã từng làm. Thế này, cái đứa trẻ cái nó còn rất là bé nhưng mà nghe và đây trước kia mình cũng làm vua, mình cũng làm những cái này đây, mình cũng có hành động này đây, do những cái hành động đấy cho đến khi chết mình phải đọa vào địa ngục rồi. Thế mà lúc đấy thì cái đứa bé này mà ta quyết tâm, ta quyết định ta sẽ không làm vua, kiếp này đời này ta sẽ quyết định không làm vua để tránh khỏi địa ngục. Thế là cái đứa trẻ đấy nó giả vờ nó nằm liệt suốt 16 năm, 16 năm cứ nằm liệt thôi mà, ai cho ăn thì ăn à, ai tắm cho thì tắm à, ai cho cái gì thì nằm đấy, không nói, không nhúc nhích, không đi lại, không cọ cựa gì hết, giống như là một cái cục đất. Thế thì cái người cha mới đem ra đủ vua, mà vì tất cả thần dân ấy đem ra đủ các cái sự để thử sức, để thử thách, thử thách bằng đủ mọi cái cách thức. Nhưng mà về cái vị thái tử này đã quyết định nằm bất động suốt 16 năm, cho đến năm 16 tuổi thì lúc đấy vua cha bảo thôi hãy đem nó đi chôn lên, nó chống chẳng có ích lợi gì. Thì cái lúc đấy cái vị hoàng tử được đưa ra nghĩa trang mà cái người mà đánh xe đang đào hố thì vị đó mới đứng lại, đứng lên mặc quần áo vào và thằng là bắt đầu mới đứng lên mới nói là hôm nay ta đã thoát rồi, thoát khỏi cái việc làm, thoát khỏi cái cung vua, là thoát khỏi những cái ác nghiệp. Vị nó sợ phải làm những cái ác nghiệp đến như thế. Thì đấy là Bồ Tát thì có cái năng lực nhớ lại được cái đời trước của mình, biết rằng những cái ác nghiệp sẽ đọa và những cái cõi khổ như vậy, cho nên là biết sợ hãi những cái ác nghiệp. Nên là như Đức Phật khi mà ngài ở cái trên cõi trời đang đợi trở về nhân gian, ngài có dùng thần thông làm cho chúng sinh thấy các cái cõi địa ngục, từ cái cõi địa ngục A Tỳ mà trở từ cái cõi địa ngục thứ nhất xuống đến cõi địa ngục A Tỳ, thấy các chúng sinh thấy các cái cõi khổ như thế rồi, thì lúc đấy sẽ có được một cái niềm tin, có một cái niềm tin là cái hành động gì nó cũng để lại cái quả báo, tất cả những cái hành động ác gì nó cũng sẽ để lại cái quả báo như thế này này. Cho nên là tất cả mọi người khi mà đã thấy được địa ngục rồi thì sẽ sợ. Ở trên trần gian này người ta không thấy địa ngục cho nên là người ta mới không sợ, cho nên là người ta mới còn làm việc ác. Còn nếu bây giờ mà ai cũng nhìn thấy địa ngục thì không ai dám làm ác nữa. Cho nên là tại sao chư thiên ấy, người ta không có làm việc ác, chư thiên người ta có đi sát sinh không? Người ta sợ, người ta không dám làm việc ác, bởi vì là họ có thiên nhãn, thiên nó có mắt, họ nhìn thấy cái cõi địa ngục, nó sợ. Cho nên là chỉ có chúng sinh là những người phàm phu mình không thấy, cho nên là mới hay làm những cái việc ác. Thế rồi có một thời gian xa xưa lắm này, các tỳ kheo vua Rama, vua Diêm Vương suy nghĩ như thế này: ai làm các nghiệp ác ở đời, họ phải chịu, họ phải lãnh những cái hình phạt khác nhau như vậy. Là ai là cái người mà chứng kiến những cái nỗi khổ này nhiều nhất? Đó là chính là các vị Diêm Vương. Các vị Diêm Vương là những cái người chứng kiến những cái chúng sinh mà tạo những cái việc ác mà bị đọa vào địa ngục nhiều nhất. Cho nên là các vị Diêm Vương này là thấu hiểu nhất, thấu hiểu nỗi khổ trong địa ngục nhất, mà cũng thấu hiểu những cái tội lỗi của chúng sinh phải chịu cái quả báo lớn nhất. Cho nên là vua Diêm Vương suy nghĩ, mong rằng ta được sinh làm người và mong rằng ta được gặp Phật, tức là gặp Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng đã xuất hiện ở đời. Vì đó mong rằng ta được sinh ra làm người và cũng mong rằng ta được sinh ra làm người ở cái thời mà có Phật pháp, được gặp Đức Phật để ta được hầu hạ Thế Tôn,
để Thế Tôn thuyết pháp cho ta, ta có thể hiểu được pháp của Thế Tôn thuyết giảng. Thế nên các vị tổng vua ở dưới địa ngục mà người ta còn thấy sợ, người ta chứng kiến địa ngục nhiều nên người ta sợ, người ta chỉ mong là được sinh lên làm người và được gặp Phật pháp để được tu và được giải thoát. Còn những cái chúng sinh mà người ta sinh xuống dưới địa ngục ấy thì nó có mong được sinh làm người được gặp Phật pháp. Cái lúc mà nó bị hành hạ, bị đánh đập tơi bời như vậy, nó có hối hận không? Có hối hận không? Phải biết về tôi không làm ác xong, biết về tôi làm việc thiện xong. Thì cái thời xưa cũng có một trong kinh nói một cái cặp vợ chồng này. Người chồng thì luôn làm những việc thiện bố thí cho các sa môn bà la môn, và những cái người khách nữ hành đi qua đường, người ta cần những thức ăn hay chỗ ở hay là những cái gì cần, những cái vật dụng cần thiết, nhưng người vợ thì cứ mắng chửi người chồng là ông làm những cái việc đấy mà mai mốt thì những cái mà ông bố thí cho người khác sẽ thành phân cho ông ăn, cứ mắng chửi như vậy. Rồi đến khi một thời gian sau người chồng chết thì được sinh lên cõi trời, có cái cung điện bằng vàng, những cái lâu đài tỏa sáng rực rỡ. Còn đến khi mà người vợ chết thì sẽ có quỷ sứ đến xích lại, trói lại và đem lên trời cho xem cảnh trời trước. Rồi khi mà bà này được đưa lên trời và nhìn thấy cung điện sáng rực rỡ, sáng chói giữa bầu trời, bảo cung điện đấy là của ai? Thế là các quỷ sứ bảo đấy là của chồng người, bảo hết cho ta lên đến đấy cho ta ở với chồng ta. Bảo là ngươi không xứng đáng, ngươi sẽ được đến một cái chỗ xứng đáng với ngươi. Thế là cô này bị đưa xuống dưới địa ngục. Thế là gặp Diêm Vương. Thế là cô này cứ hỏi là hãy cho tôi lên sống với chồng tôi, mà tại sao ngươi biết là như vậy, tại sao lại không làm việc thiện như giống như chồng mà lại đi làm việc ác? Mà bây giờ cho tôi lên làm người, tôi sẽ làm việc thiện. Bây giờ tôi mới biết là có địa ngục, thì lúc đấy tôi đâu có biết là có địa ngục thế này đâu. Nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi, các thiên sứ của ta đã thông báo, nhưng mà ngươi do ngu si, do bất thiện, người ta tạo ác nghiệp. Thế rồi quỷ sứ đã ném luôn cái cô này vào trong địa ngục hầm phân, bị những cái phân thối, nhờ bị những cái con trùng nó rút rỉa ở trong đấy. Cười thì khi mà bị mình thấy được địa ngục rồi thì sẽ sợ, nhưng mà khi mà tái sinh lại làm người một cái nó quên mất luôn. Có những người vừa mới ở dưới địa ngục sinh lên, bây giờ sinh lên làm người một cái thói nào tật đấy, lại tiếp tục hung hăng, lại tiếp tục độc ác, lại hung dữ, lại làm ác nghiệp. Nhưng mà cũng có những cái người ta sinh ở dưới địa ngục, người ta có cái tâm ăn năn hối hận, người ta cứ phát nguyện ở trong lòng, từ nay tôi sinh lên cõi nhân gian, tôi sẽ tu hành, tôi sẽ làm việc thiện, tôi sẽ không bao giờ làm việc ác nữa. Nếu như cái người nào biết ăn năn như vậy, biết hối lỗi như vậy, thì sau này khi sinh lên cõi đời là người ta sẽ biết làm việc thiện, người ta sẽ biết tu tập, người ta sẽ hướng về việc khác. Còn có những cái chúng sinh nào nó ngu si thì nó cứ lúc nó bị đau đớn nó không có ăn năn, nó chỉ kêu la làm chiết, nó bảo trời ơi sao tôi khổ thế này, mong cho tôi thoát khỏi đây, mong cho tôi được nên được sống lại, được làm người, được ăn ngon, được ở cái chỗ đàng hoàng, cho tôi thoát khỏi cái cõi khổ này. Nếu mà cứ la, cứ than thở như vậy thì khi mà mai mốt nó được sinh lại làm người, nó lại tiếp tục hưởng thụ tiếp, nó lại chỉ ăn ngon, nó chỉ cần có cuộc sống hưởng thụ, với lại tạo ác nghiệp đến lúc chết lại sinh vào địa ngục tiếp. Những cái chúng sinh nào mà có pháp, biết pháp rồi, thì đến lúc bị đọa vào địa ngục thì nó biết sợ, nó biết cầu pháp, nó biết phát nguyện. Nên trong khi ra khỏi địa ngục ta sẽ tu hành, không bao giờ làm được ác nữa. Còn những cái chúng sinh nào mà nó chưa biết pháp, nó sống nó chẳng biết gì đến pháp, thì lúc đấy nó chỉ kêu la thảm thiết, nó chỉ mong sao được thoát khỏi địa ngục, được sinh lên để được hưởng thụ những cái điều hạnh phúc này. Thì nó sinh lên thì nó lại tiếp tục làm ác, nó lại tạo nghiệp ác, khi chết lại vào địa ngục tiếp. Này các tỳ kheo, những điều ta nói không phải ta nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác, những điều ta nói đó là chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. Thì đấy là những cái điều mà Đức Phật nói về địa ngục ấy, đấy là những cái điều mà Đức Phật dùng thiên nhãn để thấy, dùng thiên nhãn để biết, dùng thiên nhãn để quan sát, chứ không phải là những cái điều Đức Phật diễn tả về địa ngục này
là bằng cái truyền thuyết hay là bằng cái lý thuyết gì, mà đây là bằng cái sự bằng cái tuệ giác, bằng cái thiên nhãn của Đức Phật về cái cảnh địa ngục này. Đến dầu thiên sứ bao động, thanh niên vẫn phóng dật, họ yêu sầu lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ở đây bậc chân nhân được thiên sứ bao động không bao giờ phóng dật trong diệu pháp bậc thánh. Thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sinh tử được giải thoát không thụ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn không lạc ngay hiện tại, tịch tính mọi oán hận sợ hãi, các vị ấy vượt qua mọi đau đớn sầu khổ, thảy đều được siêu thoát hết địa ngục đen xì, thoát khỏi địa ngục. Sợ địa ngục chưa? Sợ địa ngục thì đi tu đi ha.